Liên quan đến kiến nghị sẽ thu thuế kinh doanh trên Facebook, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang soạn thảo kế hoạch phối hợp cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là vào đầu tháng 4 để có thể triển khai ngay trong tháng. Tình hướng chung của cơ quan thuế là sẽ yêu cầu người kinh doanh trên mạng xã hội cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế cá nhân để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn hình thức kinh doanh này. Vì vậy, cơ quan thuế cần sự phối hợp từ các cơ quan chức năng có liên quan để mọi việc trở nên thuận tiện hơn. Cụ thể cơ quan thuế đề xuất phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, các nhà mạng, ngân hàng, bưu điện vân vân. Trước đó nhiều ý kiến cho rằng việc thu thuế với các loại hình kinh doanh qua mạng internet, đặc biệt là Facebook sẽ khó khả thi. Tuy nhiên cơ quan quản lý khẳng định sẽ tính toán thu thuế không chỉ bán hàng trên Facebook mà cả trên các mạng xã hội như Instagram, YouTube. Điều này để tạo ra công bằng cho những người nộp thuế khi nhiều cá nhân bán hàng trên Facebook đang có doanh thu rất lớn nhưng không phải nộp thuế trong khi những người bán mặt hàng tương tự nhưng sử dụng cửa hàng vẫn phải đóng thuế. Tuy nhiên đại diện cục thuế cũng cho biết đây là hình thức kinh doanh mới nên ngành thuế phải đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế tuân thủ đúng pháp luật sau đó mới tính đến thanh tra kiểm tra